Trong 11 tháng qua đã có hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn ngoại chảy vào lĩnh vực bất động sản qua vốn đăng ký trực tiếp và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy, lĩnh vực bất động sản tiếp tục thu hút thêm khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn ngoại bao gồm vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước. Lượng vốn chảy vào qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,61 tỷ đô la Mỹ. Tính chung, tổng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào bất động sản trong 11 tháng qua đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ, tức gần 90.000 tỷ đồng. Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang có những lợi thế riêng hấp dẫn các doanh nghiệp để đầu tư vào bất động sản trong và ngoài nước. So với các nước trong khu vực về thu hút vốn cho ngành du lịch và phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, thời gian tới, bất động sản công nghiệp có thể coi là điểm sáng của thị trường bởi nhiều nguyên nhân như các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực theo Bộ Giao thông Vận tải tính đến cuối tháng 11 năm 2020, các chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được 31.918 tỷ đồng vốn đầu tư công đạt 80,1% kế hoạch của năm 2020. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến đến hết tháng 11 năm nay, các chủ dự án thuộc bộ sẽ giải ngân được 31.918 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 80,1% kế hoạch năm 2020, tương đương với 31.918 trên 39.826 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước giải ngân được 27.253 tỷ đồng, đạt 80,9% kế hoạch, tương đương với 27.253 trên 33.695 tỷ đồng vốn nước ngoài giải ngân được 4.664 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch, tương đương với 4.664 trên 6.131 tỷ đồng. Trong tháng 11 năm 2020, công tác giải ngân chưa đạt tiến độ như kỳ vọng, tương đương với 85% kế hoạch. Tuy nhiên, so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước là 70%, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang là một trong những bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong 11 tháng vừa qua, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hơn 5% đã giúp thặng dư thương mại của cả nước cao kỷ lục, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, song xuất khẩu vẫn là bệ đỡ quan trọng để thực hiện mục tiêu kép về kinh tế xã hội. Đáng chú ý, xuất siêu đạt được trong 11 tháng vừa qua ở con số kỷ lục cho thấy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và khai thác, tận dụng tốt các cơ hội mang lại nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, trong tháng 11, xuất khẩu đem về khoảng 25,14 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của cả nước lên con số 254,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp tích cực của nhóm hàng công nghiệp chế biến với kim ngạch xuất khẩu đạt 20,97 tỷ đô la Mỹ trong tháng 11. Như vậy, chỉ còn gần một tháng là kết thúc năm 2020 và để hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 đã thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020 vào hôm nay, mùng 2 tháng 12 tại Hà Nội tuy nhiên đến hết thời hạn nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2020, hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ tham gia đấu giá nào của thương nhân. Theo đó, Bộ Công Thương cho biết phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 sẽ không được tổ chức do không có thương nhân đăng ký tham gia. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA, quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và hoàn thuế đối với thuế thu nhập mà doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã nộp thừa trong các nghị định mới vẫn còn bất cập. Trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA cho rằng, tại nghị định số 126 năm 2020 có nội dung tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của ba quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm theo Horea, quy định này rất bất cập đối với các doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ thường có doanh thu phát sinh đột biến trong quý 4 của năm mà không thể tiến lượng trước trong kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của năm. Chính vì vậy, Horea kiến nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cần quan tâm xem xét khi hướng dẫn thi hành Nghị định số 126 năm 2020 theo hướng có phân biệt trường hợp cố ý khai thấp doanh thu và lợi nhuận để chiếm dụng tiền thuế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị số 41 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Theo đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng hay Cần Thơ phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải trôn lấp xuống dưới 20% và các địa phương khác là dưới 30%. Theo nội dung chỉ thị, tại một số địa phương, việc tập kết, trung chuyển và xử lý chất thải rán sinh hoạt chưa đáp ứng các yêu cầu đã dẫn đến việc xuất hiện các điểm nóng về môi trường, gây ra nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội để khắc phục những hạn chế trong quản lý chất thải rắn hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ ngành và các tỉnh thành phố triển khai các giải pháp cấp bách. Bên cạnh đó, các thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp trôn lấp trực tiếp xuống dưới 20%. Các tỉnh khác phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp trôn lấp trực tiếp xuống dưới 30% phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu bằng cách áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao giá trị, tạo sinh kế cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết trong sản xuất lâm nghiệp, hướng tới quản lý rừng bền vững. Hợp tác công tư trong đầu tư tái tạo, trồng rừng, phát triển kinh tế rừng theo chuỗi giá trị lâm sản đang là giải pháp được nhiều địa phương, doanh nghiệp triển khai. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An là một trong ba khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao được định hướng xây dựng trong cả nước theo quyết định số 38 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án được kỳ vọng sẽ góp phần đưa chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ thành một ngành kinh tế động lực trong sản xuất và xuất khẩu của vùng. Cái khu lâm nghiệp công nghệ cao của Bắc Trung Bộ đóng tại Nghệ An kể cả lãnh đạo và người dân địa phương nơi cái xây dựng cái đề án này rất đồng tình chúng tôi đã làm việc với địa phương và cơ bản người dân ủng hộ bởi vì đây nó làm thay đổi cái bộ mặt nông thôn nhưng đồng thời đặc biệt tập trung vào cái vùng miền núi nơi chúng ta tập trung nhiều cái sản phẩm lâm nghiệp Đề án thuộc phân khu chức năng 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy hoạch do Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư theo mô hình hợp tác công tư giữa nhà nước và doanh nghiệp. Xây dựng trung tâm giống và công nghệ cao là hướng đi quan trọng để ươm tạo, đưa ra kết quả nghiên cứu vào sản xuất tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp. À khu lâm nghiệp ứng dụng công cao theo hướng là chuỗi giá trị của ngành lâm nghiệp. Từ khâu giống, khâu trồng rừng thâm canh, khâu chế biến và tiếp thị thương mại quảng bá sản phẩm chúng ta kết nối các cái phân khu này lại với nhau trên một cái nền tảng công nghệ cao của ngành sinh học cũng như ngành chế biến công nghệ và cũng như ngành thương mại nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đặc biệt chú trọng trong đào tạo cán bộ phối hợp với nhiều đơn vị trong đó các viện nghiên cứu chuyên ngành chuyên sâu, các đơn vị đào tạo đầu ngành áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống cây trồng, sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, triển khai ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả các công nghệ này vào lĩnh vực sản xuất giống thâm canh rừng. Tập đoàn Thiên Minh Đức rất là mong muốn và được là các cái nhà khoa học, các cái nhà nghiên cứu và các cái chuyên gia là đào tạo giúp cho cán bộ công nhân viên của tập đoàn để làm sao để hình thành và đưa cái trung tâm giống công nghệ cao này để đảm bảo là cái giống tốt nhất để cho là trồng rừng được bền vững và nơi đây cũng là cái nơi lưu trữ các cái giống tốt. Sự liên kết này là liên kết để tạo ra cái lan tỏa đến người sử dụng sản phẩm là các giống tốt thì như vậy là chúng ta cần phải đảm bảo được cái liên kết mà đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, đó là định hướng cơ bản nhất để thực hiện đề án, tập đoàn phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện bộ giống các loài cây lâm sản chất lượng cao, xây dựng mô hình trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ có giá trị với diện tích đạt 3.000 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2035 là 8.000 ha. Nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 là 11.000 ha cho toàn vùng Bắc Trung Bộ đạt trên 200.000 ha vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 năm 2020 tại ASEAN Resort tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, hơn 100 chủ doanh nghiệp và đội ngũ sẽ tham dự chương trình hoạch định chiến lược kinh doanh năm 2021 cân bằng cuộc sống phát triển kinh doanh do firm action coach Hà Nội West tổ chức. Hoạch định chiến lược kinh doanh là chương trình đặc biệt được thiết kế chuyên nghiệp dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp với mục tiêu giúp cho chủ doanh nghiệp và đội ngũ xây dựng được bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo cho năm 2021, giúp chủ doanh nghiệp cân bằng cuộc sống, hoàn thiện bản thân và phát triển doanh nghiệp. Chương trình planning business planning bootcamp ấy, sẽ mang lại cho các anh chị một cái bức tranh tổng thể về công ty của mình nó sẽ như thế nào trong tương lai trong năm 2021 và cũng từ đó thì mình cũng sẽ xem lại cái tình trạng hiện tại của của doanh nghiệp của mình nó như thế nào và chúng ta làm thế nào để đạt được mục tiêu mà anh chị à, mong muốn và điều đặc biệt nữa đó chính là cái cách thức và cách phương pháp để chúng ta có một cái kế hoạch để làm gì ạ? Để thích ứng với thực tế, với khách hàng nó hành vi khách hàng thay đổi, thị trường thay đổi vậy chúng ta có một cái bản kế hoạch có nghĩa là mình tăng cái tính năng động của doanh nghiệp của mình lên, tăng cái khả năng thích ứng của doanh nghiệp mình lên đối với khách hàng và thị trường sau đó thì mình biết mình đang ở đâu và mình cần cải thiện điều gì. Thế rồi là khi mình có một cái bản business plan mà tốt hoàn hảo, hoàn toàn thì chị có thể là um, trở thành một cái cơ hội để chúng ta gọi vốn từ các nhà đầu tư hoặc IPO trên thị trường và vì đấy là một cái bản kế hoạch rất là tiềm năng và mang lại lợi nhuận thì tại sao lại không? Chương trình sẽ trả lời câu hỏi như làm thế nào để nuôi dưỡng và phát triển các lãnh đạo kế cận, làm thế nào để IPO và kêu gọi vốn đầu tư bằng cơ chế vốn. Đồng thời chương trình còn giúp các chủ doanh nghiệp phát triển tư duy kinh doanh chuyên nghiệp, giúp họ dẫn dắt đội ngũ đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới. Đến tham gia chương trình, các chủ doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhìn lại trải nghiệm và đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 cùng đội ngũ, có thêm những chiến lược mới thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm của hàng trăm chủ doanh nghiệp uy tín. Đặc biệt, có thêm cơ hội kinh doanh qua việc giao lưu và xây dựng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp khi cùng tham gia chương trình. Bên cạnh đó, thông qua sự kiện, các chủ doanh nghiệp sẽ lập ra được bản kế hoạch cùng chiến lược linh hoạt và hành động cụ thể đến từng tuần giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt được mục tiêu trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng. Thưa quý vị, ngày mùng 1 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 4999 về việc ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Bộ tiêu chí này áp dụng chung cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc. Bộ tiêu chí gồm 8 tiêu chí lớn, 30 tiêu chí nhỏ và tổng điểm tối đa là 30. Bộ tiêu chí này sẽ là không hoạt động cần để triển khai xây dựng phòng khám an toàn, đồng thời là căn cứ để đánh giá và tự đánh giá mức độ an toàn của phòng khám trước đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác. Những khoảng trống phát hiện được sau đánh giá sẽ là những cơ sở để phòng khám xây dựng kế hoạch khắc phục hướng tới đảm bảo và duy trì sự an toàn trong hoạt động vận hành. Bộ Y tế ra cục quản lý khám chữa bệnh và đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra theo dõi giám sát việc triển khai bộ tiêu chí tổng hợp kết quả tự đánh giá của các phòng khám báo cáo bộ trưởng bộ y tế. Bộ giao thông vận tải vừa có văn bản hòa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với các thành viên tổ bay quốc tế. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 liên tục được ghi nhận, trong đó có các trường hợp là tiếp viên hàng không trên các chuyến bay quốc tế, đặc biệt Thứ trưởng đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên các chuyến bay đón công dân, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động kỹ thuật cao từ các quốc gia chưa kiểm soát được dịch COVID-19 là rất cao. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng khẳng định các hãng hàng không để các thành viên tổ bay vi phạm các quy định về cách ly y tế, phòng chống dịch, làm lây nhiễm ra cộng đồng thì yêu cầu tạm dừng thực hiện các chuyến bay quốc tế. Ngày 1 tháng 12 tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tham dự hội nghị cùng với trên 600 đại biểu, trong đó có trên 300 đại biểu từ các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản. Theo báo cáo, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với đại dịch Covid-19, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt trên 12,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,5% so với năm 2019, tiếp tục đứng trong 10 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, chiếm trên 30% tổng giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Nhận định về cơ hội của ngành sản xuất chế biến và xuất khẩu lâm sản trong giai đoạn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thị trường thương mại đồ nội thất của thế giới là rất lớn, khoảng 450 tỷ đô la Mỹ giá trị thương mại một năm, trong đó có khoảng 150 tỷ đô la Mỹ giá trị thương mại của đồ nội thất bằng gỗ. Trong giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, phát triển rừng trồng nguyên liệu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng rừng, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đảm bảo cung cấp tối thiểu 80% nhu cầu nguyên liệu dành cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản về giá trị kim ngạch xuất khẩu, nâng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2021 đạt 14 cho đến 14,5 tỷ đô la Mỹ, tăng từ 10 đến 11% so với năm 2020 và đạt 18 đến 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Chủ động nguồn nguyên liệu gỗ và vật liệu phụ trợ trong nước, bảo đảm 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp, tăng dần tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm gỗ có giá trị gia tăng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm dần tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm thô, sản phẩm trung gian.